Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư tài chính. Ở video lần trước, tôi đã giới thiệu cho quý anh chị phương pháp phân tích kỹ thuật đa mô hình. Và ở video phần 2 lần này, tôi lại nhắc lại một lần nữa để cho quý anh chị có thể nắm vững được kiến thức này. Đồ thị kỹ thuật của chúng ta phân tích ngày hôm nay là đồ thị kỹ thuật của giá vàng quốc tế, phân tích trên mã gold. Chúng ta hãy quan tâm đến vị trí hiện tại, giá hiện tại đang đứng. Ở cái phương pháp này thì nó có cái nhìn ngược lại là chúng ta phân tích từ gần đi xa. Thế vậy là chúng ta quan tâm đến cái vị trí chúng ta đang đứng hiện tại là khu vực này. Đó, khu vực gần gần chúng ta đang đứng này. Chúng ta sẽ phóng gần nó lên một chút xíu để chúng ta quan sát xem là ở cái khu vực giá hiện tại này nó có một cái mô hình nào không. Sau đó chúng ta phân tích từ gần, chúng ta nhìn rộng, cái nhìn của chúng ta rộng ra toàn cảnh thì chúng ta sẽ biết được cái mô hình nhỏ nằm trong mô hình lớn là mô hình nào. Thế vậy ở tại cái vị trí chúng ta đang đứng này, chúng ta quan sát thấy là đang có một cái mô hình vai đầu vai ngược đang được hình thành. Mô hình vai đầu vai ngược, đây là đường neckline. Đây là đường neckline trên đồ thị H4. Cái điểm kéo từ 1290 đi qua điểm 1283. Và đây tôi đang dự tính đây là nó là một cái đường neckline của vai đầu vai ngược. Ở phía bên trái này, đây là mô hình vai vai trái, đây là phía mô hình vai trái. Đấy, vai trái. Đó, đây là vai trái của mô hình nhỏ. Và ở giữa, ở phía chỗ L1 này thì đây chính là cái đầu ngược. Đây là cái đầu ngược, mô hình vai đầu ngược. Đó, còn ở phía bên tay phải này, mô hình đang hình thành thì tôi đang dự báo đây là vai phải. Và ở vị trí vai phải thì theo phương pháp phân tích hiện đại của tôi phát triển thì chúng ta sẽ canh mua ở phía vai phải. Đây là cái vị trí mà cho chúng ta cái điểm vào lợi thế nhất. Đó, đây là điểm ra mua lên. Thế vậy là như thế này thì cái chiến lược giao dịch của ngày hôm nay là mua trên 1272, 1272,46, mua ở vùng vai phải. Thế vậy là giá nó sẽ tịnh tiến đi lên và nó cần phải chinh phục, có lẽ là vượt qua cái đường neckline. Đường neckline kéo qua hai cái điểm 90 và đi qua điểm 83 này. Thì cái đường neckline nó sẽ cần phải chinh phục vượt qua điểm 1279. Đấy, điểm 1279 là điểm bản lề của ngày hôm nay. Nếu như giá nó đi qua 1279 thì nó đến đâu nữa. Thế vậy là khi qua 1279 thì chúng ta lúc đó chúng ta cần phải quan tâm đến cái đồ thị lớn hơn, xem giá ở đồ thị lớn hơn này nó đi đến những vị trí nào. Đó, đến vị trí nào thì chúng ta phải quan sát ở đồ thị lớn hơn bằng cách là chúng ta thu nhỏ đồ thị lại. Thu nhỏ lại, đó. Ở những cái mà chúng ta vừa vẽ này thì tôi chỉ để cho nó hiển thị ở trên đồ thị H4 mà thôi. Chỉ cho hiển thị trên đồ thị H4. H4, H1. Để khi đó chúng ta lên đồ thị lớn hơn thì chúng ta không nhìn thấy những cái điểm nhỏ nhỏ này nữa. Các bạn có thể cho nó nhỏ lại. Đó. Bỏ chọn. Ở đây chúng ta nhìn đến đồ thị toàn cảnh lớn hơn. Đồ thị toàn cảnh lớn hơn thì tôi đã phân tích ở trong video lần trước ở phương pháp phân tích đa mô hình phần 1. Thì anh chị em đã biết được là cái mô hình lớn hơn ở cả khu vực này, cả cái cụm khu vực này trong vòng diễn ra khoảng vài tuần gần đây thì nó đang hình thành một cái mô hình là vai đầu vai ngược lớn. Đây vai vai trái đầu và đây là vai phải. Và ở cái khu vực vai phải là thường cái phương pháp tư duy của tôi là phương pháp là gì? Là chờ mua ở khu vực vai phải. Chờ mua ở khu vực vai phải. Nếu anh chị nào đã từng theo học cái khóa học của tôi, học chưa xong tiền đã về, thì anh chị rất hiểu điều này. Phương pháp này, phương pháp vô cùng lợi hại. Đó, để tôi cho nó ẩn thị. Chỉ những cái việc này chỉ để cho nó hiển thị ở đồ thị thấp thôi. Đấy, thế vậy chúng ta quan sát ở mô hình lớn hơn trong vòng vài tuần gần đây, thì nó có mô hình vai đầu vai ngược lớn, đây là vai trái. Bên này là đầu và bên này là đang cái cụm, bên này là cụm vai phải. Cái cụm vai phải thì hôm trước anh chị em là đã mua ở khu vực 7273 thì đã có một nhịp lên tăng trưởng lên đến vùng 82. Đó, thì đâu đó chúng ta kiếm mức lợi nhuận khoảng 8-9 giá rồi. Và hôm nay lại cho chúng ta một cơ hội tiếp là cơ hội mua ở trên khu vực 1272 để giá tăng trưởng tiếp đi lên. Tức là khi mua ở 1272 mà giá tăng trưởng đi qua vùng 1279 thì lúc đấy có nghĩa là nó sẽ gì? Nó sẽ đi qua cái neckline và lúc đấy cái mô hình đầu tiên được kích hoạt là cái mô hình vai đầu vai ngược đầu tiên. Đây mô hình vai đầu vai ngược từ đây. Đó. Nó sẽ đi lên thêm một đoạn bằng thế này. Đấy, nó đi lên một đoạn khu vực như thế này thì chúng ta sẽ biết là nó sẽ gì, nó tịnh tiến lên cái khu vực cái neckline lớn này. Đó. Cái đường này tôi cũng chỉ để chỉ hiển thị ở trên H4 thôi.
H4, H1. Cái này cũng H4, H1. Đấy, vẽ đồ chúng ta để chọn chế độ hiển thị như vậy để đồ thị nó đỡ rối. Và 1290 này cũng vậy, tôi chỉ để hiển thị ở đồ thị nhỏ là H4, H1 thôi. Lên đồ thị lớn hơn là không nhìn thấy gì nữa. Đó, thế vậy anh chị em nhìn thấy là cái mô hình vai đầu vai ngược này, đây là vai trái này, đây là đầu vai phải. Khi giá đi qua 1279 thì giá nó sẽ tịnh tiến lên khu vực 1292. Đấy là cái target đầu tiên của cái vùng giá, của cái mô hình nhỏ nhỏ này. Thế vậy trong cái mô hình vai đầu vai ngược nhỏ này, nó lại nằm ở trong một mô hình vai đầu vai lớn. Đây, có anh chị em nhìn thu nhỏ lại chút, nằm trong mô hình vai đầu vai lớn. Thế vậy là cả cái cụm mô hình vai đầu vai nhỏ con này, đây từ cái điểm này, từ cái điểm khu vực này, đây, trong cả khu vực này, trong cả khu vực vai đầu vai nhỏ con này, nó lại là một vị trí của mô hình vai phải trong cả cái mô hình vai đầu vai lớn này. Đây, trong cả mô hình vai đầu vai lớn này. Đấy. Thế vậy là cái khu vực mà chúng ta đang đứng đây là cái khu vực chúng ta chỉ chờ mua. Và nếu như mua ở khu vực này, giá đứng ở trên cái đường trendline màu vàng này. Đây là trendline màu vàng này, đây trendline vàng này. Chỗ này nó có giá cỡ khoảng 1271 thì giá nó sẽ tịnh tiến đi lên vùng 1279 và phá qua 1279 thì tiếp tục lên 1292. 1292 thì đi qua đây chúng ta sẽ gặp một cái kháng cự, đó là kháng cự 1295, là cái mốc lịch sử cũ. Anh chị em quan sát lại các cái video lần trước hoặc các bài phân tích của tôi lần trước thì sẽ hiểu được cái mốc 1295 là mốc gì. Sau khi đi qua 1295 thì chúng ta lại thấy là đây là có mô hình vai đầu vai lớn, là chính là cái neckline của nó đây. Đây, neckline của nó đây. Đấy. Neckline này, muốn phá qua được neckline này thì chúng ta cần phải đi qua 1302. Đấy, giá cần phải đi chinh phục qua được 1301.8, 1302. Khi giá đi qua đây thì lúc này là nó sẽ tịnh tiến đi bằng cái độ rộng của mô hình này đi lên. Đó. Và mục tiêu giá hướng tới là khu vực 1350 là 1351. Đấy, thế vậy là ở trong video lần này thì tôi muốn nhấn mạnh với anh chị em một lần nữa, đó là phân tích bằng phương pháp đa mô hình là chúng ta nhìn từ gần xong lại nhìn ra toàn cảnh. Đó là xem ở cái vị trí gần chúng ta đang đứng này có cái dạng mô hình nào được hình thành không. Và sau khi phân tích cái mô hình nhỏ nhỏ này rồi thì một cái mô hình con này rồi, mô hình nhỏ nhỏ chúng ta, chỗ chúng ta đang đứng này rồi, thì chúng ta cần nhìn ra toàn cảnh hơn. Đấy, toàn cảnh hơn, rộng hơn, để chúng ta xem có cái mô hình nào nữa không. Và sau khi nhìn toàn cảnh rồi, chúng ta nhìn rộng ra thêm một lớp nữa thì chúng ta thấy là có một cái đường trendline giảm từ đỉnh 1356 kéo qua 1306 này, thì có một cái neckline, có một cái đường trend giảm về 1292. Thế vậy là cái khu vực 1292 này nó là hội tụ của hai thứ. Hội tụ cái thứ nhất đó là cái target của cái mô hình con này. Đấy, mục tiêu hướng tới của khi giá phá qua cái mô hình vai đầu vai ngược này, nó sẽ hướng tới 1292. Và đồng thời 1292 cũng là cạnh dưới của kênh giảm từ điểm 1356 kéo qua 1306 kéo xuống. Đây, 1306 kéo xuống như này. Đấy, 1306 kéo xuống như vậy. Thế vậy là cái khu vực 1292 là cái khu vực mà ngắn hạn giá sẽ hướng tới. Còn cái khu vực mà trung hạn là nó có thể diễn ra trong vòng 1-2 tháng là 1351. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh, cái review lại thị trường bằng phương pháp phân tích đa mô hình, kết hợp từ nhìn ngắn ra nhìn xa hơn và tầm nhìn xa hơn nữa. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị. Phạm Thành Biên xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Hãy like and share video này để nhận được các cái video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Phạm Thành Biên của tôi để nhận được các cái video lần sau. Xin cảm ơn, chào và hẹn gặp lại.